xa thượng đế cũng do này này, danh lợi nha, đó là tà quái đó. Mà nhưng tôi từ sống đến giờ không thề với lương tâm đồng nguyện với thượng đế là không danh là không lợi. Tại sao mà người ta không tự phong tự tặng người ta nha, để cho nhiều người thấy người ta là nó có cái, nó có một cái gì, cái địa vị, cái địa vị đồ này kia cái nọ. Mà tôi tự đi nói xấu mình, nói những cái việc mà hồi nào mà mình đã xa ngã dướng chấp á, nói để cho người ta nghiên cứu, ta thích tình. Tiền bạc cho bao nhiêu cũng không được, tôi không nhận của ai cái gì hết. Tôi ráng làm rồi tôi cho ra, tôi không có thâu có. Bàn tay này có nhiều khi người ta cậy lấy cái này để giúp này kia là không được. Cái đó để cho những người ta làm từ thiện, người ta trao qua trao lại để người ta kiếm công với nhau. Còn tôi là một nhân chứng, tôi là một nhân chứng. Làm chứng có thượng đế, có linh hồn, có luân hồi. Tất cả những tôi nói đây là tôi nói thật để mà tôi. Nha. Tôi phải là một nhân chứng trong sạch. Tôi nguyện vọng có nhiều, ráng tu đi. Rồi là nếu mà hồi tôi sống vậy đó là các đấng cũng đừng nói bị tội á, thiên cơ không có lộng. Nhưng mà tôi bây giờ tôi dám lậu thiên cơ là tôi đã hy sinh. Nha. Thì chị em đến với tôi yêu cầu có nhiêu nè, tu dùm đi. Tu đi, tu cho đắc đạo chứ đừng có nghĩ gì đến cái xác thân của mình nhiều. Tu đắc dùm đi, cứu được cửu quyền thất tổ rồi cứu muôn ngàn các cái chân linh là quyết dụng thiên liên của mình nữa. Rồi lúc đó mới làm ơn nhớ lại bà xưa, rồi xin dùm tôi một tiếng là tôi được à? Hết tội à? Yeah. À chứ tôi hy vọng cái đó nhiều, mà hỏi bạn bè tôi từ nước ngoài cho đến ở trong là đông thật đông, nhiều lắm. Không lẽ mà không có một số đắc đạo hay sao? Mà khi đắc đạo rồi làm ơn nhớ và xương cái xin tiếc là xin được dùng à? Cái tội à? Ừ, xin dùng cái tội tiết lộ liên kê à? Xin dùng cái đi. Dạ. Mày nói gì?